chào mừng các bạn đến với Kim Sương Bay Sư Nhà Đẹp nhé. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Hello các bạn, trong video hôm nay thì Kim Sương Bay xin giới thiệu với các bạn một cái siêu phẩm mới ra của Tissan. Đây là Onilit Gold mấy bạn. Một dòng sản phẩm của Tissan đang được tung ra gần đây và nó có những cái đặc điểm gì nổi bật mà các bạn theo dõi video hôm nay nha. Như các bạn đã biết thì những cái dòng Onilit của Tissan thì có cái độ bền màu rất là cao, và cái siêu phẩm Onilit Gold này nó có cái độ bền màu lên đến 12 năm, cực kỳ là tốt nha các bạn. Cái điểm ưu việt của Onilit Gold mà được xem là một cái siêu phẩm trong những cái dòng Onilit của Tissan. Một đặc điểm nổi bật của Onilit Gold đó bạn, đó là về cái mục đích sử dụng là nó có thể sơn được cho cả bê tông, sắt, thép, gạch, gỗ và kính. Và đây là một cái dòng sản phẩm ngoài trời rất là cao cấp. Về cái độ phủ thì cũng khá là cao mấy bạn, từ 14 tới 16 mét vuông trên 1 lít một lớp. Và đây là một cái dòng sơn bóng nha các bạn, rất là bóng, siêu bóng luôn. Về thi công thì cũng tương tự là các cái dòng sơn khác, thì cái Onilit Gold này chúng ta cũng sẽ thi công hai lớp các bạn. Đây các bạn, một loạt cái tính năng của Onilit Gold được sản xuất ghi trên bao bì này mấy bạn. Chịu nhiệt tốt nè, độ bền 12 năm nè, chống tia cực tím gấp 2 lần nè, siêu chống thấm và màn sơn bóng, giảm nhiệt và có thể lau chùi luôn nha, và rất là thân thiện với môi trường. Cái sơn này thì cũng đã chống tích hợp cái tính năng chống thấm và chống rêu móc luôn các bạn. Và đặc biệt là rất là bền màu và các bạn sẽ lau chùi được. Đặc biệt là cái mùi hương thì rất là dễ chịu. Ok các bạn, cái sơn dù tốt đến đâu thì các bạn cũng lưu ý cái vấn đề thi công nha. Thì như những cái dòng sơn khác thì mình cũng có nói rồi, thi công thì sẽ bao gồm các bạn sẽ có một cái 1 đến 2 lớp lót nè, lớp bã chét, bã bột trước, rồi sau đó tới một lớp lót và hai lớp phủ cho cái sơn này. Bên cạnh những cái tính năng ưu việt thì cái bảng màu của Onilit Gold này cũng rất là đa dạng và sang trọng mấy bạn. Sẵn đây thì mình cập nhật cái bảng màu của Onilit Gold cho các bạn để các bạn tham khảo luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Kim Sương Bay và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Các bạn hãy nhấn đăng ký để có được những thông tin mới nhất và xem những video mới nhất của bên Kim Sương Bay. Và xin chào và hẹn gặp lại nhé.